chạy qua con mè này cho nó chơi con mè đấy. Đấy, chó mèo ghét nhau đấy. Chó kiện mèo, chó kiện mèo. Biết là con mèo không để làm gì. Đấy, đánh cái mèo đấy. Chiến nhau đấy. Mèo chiến nhau. Ôi kìa. Nó đang chuyện. Nó đang chuyện con mèo. Con mèo đang là kìa. Con mèo đang làm gì? Mèo hung dữ. Rửa chân cho nó đây. Ba đây này. Dạ. Con chó này nó kiểu con mèo nó đi như ba đây kìa. Mẹ đi kìa. Mẹ đi. Mèo nó gờ, chó mèo nó ghét nhau. Nhưng bố chó này hiền. Chơi con mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Chó thích soi gương. Lại soi gương.
Ích. Ích. Mèo mèo. Ý. Ăn uống nước, cần uống nước. Đang quay vậy mọi bố phải xấy vào tay nó có cho nó nằm ra. Cái lông ở đuôi nó còn cười đấy. Cái lông ở đuôi nó còn cười bố.
Con bảo ra cô. Đi tôm đi tôm đi tôm đi tôm đi. Ủa đấy chưa? Đấy nó nhìn camera nói. Nó ra nó xem luôn này. Đấy. Cái này hôm nào em phải chứ. Thì tìm nó đi ở đây đấy, không bận. Để cho thành một thói quen đã. Ừ. Xích cái vợ à. Nó lại ăn gì? Ngoài nó ăn thịt à? Ăn thịt. Thịt với ăn lạc. Mày đỡ hôi rồi nhỉ? Mày đỡ hôi rồi. Ngày kia phải tắm tiếp cho nó đâu rồi. Thì thằng phải tắm. Không là đi cạo lông cho nó đâu ạ. Đâu ạ. Hôm nào có đi cạo lông cho nó đi bố. Ừ, kệ nó để lông nó đi. Không nhưng mà nó bẩn. Cho nó mọc lông mới cho nó sạch luôn. Tắm đi sạch hết. Ui dồi ôi. Cái lông đuôi nó, có màu nâu nâu nữa đi bố ạ. Cho đứng nhá. Đứng nhá. Đấy, nó đùa. Đứng nè, con cho nó đứng nè. À. Đứng nè, đứng nè. Con đứng nào, đứng được. Con quay. Con cho quay bố để cho nó đứng nè. Nào. Thôi bố đừng có cầm tay nó, kéo lên thì khác gì nữa. Không. Nhưng mà đứng lên nhé. Không, con tập nó mới đứng. Này, cầm đấy. Đây. Đi nào, đi nào. Còn lâu nó mới đi, bố nhìn chân nó kìa. Bố nhìn chân nó kìa. Còn không cả bước. Bố đi. Đúng là. Bố. Bố kéo nó đấy chả khác gì cho tao nó cả. Thôi 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 thôi. Còn để tao. Để nó đi, tao đi. Qua đi hai chân mà. Bố. Hello, đi thẳng lên. Bố thì cứ bắt nó đi tiến không này. Đi, không được đi, bố chân đi hai chân thôi. Nó chỉ lùi lại đây kìa. Đấy, đi chưa? Đây này, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, bắt đầu đi ngược này. Đi ngược với chân đi tiến này. Đấy, bắt đầu, đấy, thấy chưa? Này, chân đầu huấn luyện đấy. Đấy. Người ta bảo là nó đi được đi tiến thì kệ nó, còn không thì nó không đi được bằng hai chân thì thôi kệ nó. Còn bố thì. Này, cho biết đi xe này, đây, xe máy. Yeah. Bắt đầu vào. Đi số 3 này. Đi số 8. Bố thì cứ như trẻ con đấy nhỉ. Đấy, thấy chưa? Đó, đi chưa? Thôi, giải cứu người. Nào, nào, nào. Đó, đã đi rồi đấy. Thế luôn không? Đã đi rồi đấy. Đấy, đấy. Để cho đi, tôi sẽ đi rồi. Bố thì cứ đành hành hạ nó đấy nhỉ. Hello hello. Anh ơi. Hello. Hay là cần uống rượu hay là muốn ăn riêng? Bố ăn thì. Ăn có mà nói. Riêng mềm mắm tôm. Bố thì thịt đó à. Mì tôm. Mì tôm.